shop nick tự động, sĩ kẹo shop.com, shop app uy tín hàng đầu Việt Nam. Lấy xe ra chơi một xíu nữa anh em. Ủa thằng nào ở trên vậy? Thằng nào ở trên này vậy? Ok này, sởi ơi. Để mình quay lại xem. Ngồi trên nóc nhà. À đủ. Ngồi trên nóc nhà hả em ơi, anh đây. Đúng rồi. Lượm đồ này, quầy gấu da này. Ngon chưa? Nó lại ổn quá nhỉ anh em, có luôn gấu da nhá. Đây vứt đi. Lấy ống ngắm Brick này tuyệt vời luôn này. Quá đã luôn anh em ạ. Có luôn gấu da này cộng ống ngắm Brick thì quá là tuyệt vời rồi. Bây giờ chúng ta lấy xe lên cổ trời nha mọi người. Đây mình sẽ lên cổng trời để kiếm thêm mạng nhá. Bởi vì là thung lũng này thì ngày hôm nay nó lại trống trải quá đi à. Nên là chúng ta lên cổng trời luôn. Rồi. Trên này nó cũng vắng này, chẳng kém gì ở phía dưới thung lũng cả anh em ạ. Vắng y hệt như nhau luôn. Rồi, lên trên này thì đi bộ thôi. Để đỡ bị bắn anh em ạ. Bị bắn thì có mà nát cả xe lẫn những người nếu như mà anh em xài cái concept quân đội đấy. Rồi nha, người đâu cả rồi này. À, bên này bên này. Tưởng gì chứ ở bên này à? Ok, mình qua luôn này. Nó đang ngay căn nhà biệt thự anh em ạ. Đây này. Nhà biệt thự 30 á. Thế rồi anh em ơi. Ngay cửa sổ à? Vào đừng. Đừng bạn ơi. Tính sơ mình nhá. Đâu có dễ đâu bạn ơi. Căn sọ mình luôn cả. Cái đầu. Cái đầu qua đây. Tính bắn mình nhá, đâu có dễ đâu. Ở phía dưới này không biết là có MP40 hay không. Không có. Không có MP40 luôn các bạn ơi. Cẩn thận cho nó gài mình thì có mà mình xanh mộ đấy. Rồi có thêm được rất là nhiều đạn súng tiểu liên này. Và cái quan trọng là mình cũng sẽ cần thêm bom keo nữa. Vứt bớt liệu choán đi. Lượng quả bom keo này hợp lý. Để xem bạn này có gì đấy. Mình cứ quần máu cái đã. Quần máu cho full máu. Chơi game tự tin anh em ơi. Đi thôi anh em. Tiếp tục săn mạng thôi nhỉ. Rồi nha, mình sẽ qua cái phía này. Nướng giáp này. Ồ. Chuẩn bị có giáp 4 rồi. Hợp lý. Xuống dưới đây xíu. Xem là thế nào anh em ạ. Bây giờ thì cơ bản là kẹo đâu thấy ai đâu. Có bên này nha. Bên này thì cũng chưa thấy ai anh em ạ. Wow. Vắng quá nhỉ. Bo đầu tiên bây giờ mới đang thu lại mà thôi nhá. Đây. Mình chạy chéo chéo xuống khu đèo đá một xíu này. À có người này. Có người này các bạn ơi. Nhà Doraemon hả? Giờ đây em ơi. Chắc là nó thấy mình rồi. Tưởng ở đâu chứ ngay căn nhà Doraemon này thì dễ chơi thôi à. Nó không chịu ra rồi anh em ạ. Kiểu như là mình bắn được vài viên cái nó sợ à, nó không dám ra. À đủ thiên nhiên, gì mà nhát chết vậy em ơi. Thủ nhà luôn thật hả?
Ui, bạn nó có vài cái nó quyết định thủ nhà luôn. Thế thì công nhận là kinh hẳn rồi. Nó cũng có giảm thanh các bạn ơi. Sao? Đang ở đâu? Đây này. Thấy rồi nhé, đang ở ngay góc nhà này. À đủ, chú định chơi nhai với anh ấy bao giờ nữa? Đến tận lúc bo thu cơ. Nếu mà bo thu thì căn nhà đấy ngoài bo. Ok, chờ luôn. Buổi bo thu hơi lâu đấy. Chắc là nếu mà tôi ở đây chờ bo thu thì chắc là đến sáng mai mất anh em ạ. Kìa kìa. Hết bắn ở trên là bắn ở dưới luôn. Có vẻ can đấy. Nhưng mà để ăn được mình thì không có dễ đâu nha. Wow. Nhây vãi anh em ạ. Thôi chắc thôi. Chắc là thôi. Chứ ngồi chơi với nó thì đến tận bao giờ đây. Hai đứa cứ đứng cách nhau anh em ạ. Mình sẽ chạy xuống phía dưới. Ủa đây ngay vừa đen gờ hả? Ngay vừa đen gờ thì cũng hơi khoai rồi. Chờ một xíu nhá. Đứng sẵn ở đây anh em ạ. Đây đây. Xuống dưới theo đường này. Ok, hợp lý. Xuống đường này thì làm gì nó biết cơ chứ anh em. Rồi này. Uầy, mất tận 20 máu cơ. Cuốn máu đã. Ngoài này chúng ta sẽ có được gì đây? Mình không tự tin lắm bởi vì là nếu mà chơi cận chiến bây giờ thì mình chỉ có được một khẩu MP5 thôi. Đổi qua P90 nhá. P90 mình cảm giác là dễ sấy hơn MP5 nhá. Cái này thì tùy cảm nhận của từng người thôi à. Xuống dưới trước cái đã. Đâu, thằng nãy ở kia đâu? Thằng lúc nãy ở kia đâu? Xem là chú em chạy đâu rồi. Không thể nó luôn anh em ạ. Uầy, càng thế nhỉ. Hẳn là không thấy luôn cả. Không thấy luôn thì thật sự là hơi bị gắt rồi. Wow. Chắc nó chạy rồi anh em ạ. Bây giờ mà không thấy người thì là nó chạy khu nào rồi đấy chứ anh em. Nó đâu là ở chỗ kia đó đâu. Và bot thôi mọi người ạ. Bo lần này hơi xa nên là chắc là chạy hơi mệt đây. Người đâu rồi ta, mình chưa có thấy này. Lên hẳn trên luôn nhé. Ở cái chỗ UMV này thì mình chưa thấy ai cả nhá. Không có ai luôn cơ. Lượm thêm một ít đạn xuống trường đi. Giờ này. Thế thì mình sẽ vào bon nha mọi người. Ủa ơi, từ đầu trận đến giờ mới có được 2 kill này. Chán thế nhỉ. Trận này có lẽ là kẹo sẽ ít kill rồi. Đây rồi nha mọi người. Ồ, căn nhà phía dưới này á, thấy rồi. Chắc là nó đang canh cầu thang anh em ạ. Kiểu này là chỉ có canh cầu thang mà thôi. Mình lạ gì đâu anh em, có liệu này. Một quả vào trước nhá. Một quả góc này này. Một quả góc bên này nha. Uầy, vừa nhảy xuống hả? À đủ. Nó vẫn đang ở trên anh em ạ. Mình tưởng là nó nhảy xuống rồi cơ. Chưa nữa anh em ơi. Mà bây giờ là hết liệu rồi, sao chơi? Lên công thì nó sẽ là một tình huống bất lợi nhá, từ từ. Kệ nó vậy. Mình xuống tạm dưới đây mình chơi làm gì mà căng. Mấy đứa thủ nhà này.
kệ nó luôn, không thèm bắn luôn anh em ạ. Xuống dưới. Bây giờ mình công lên thì nói thật là một tình huống rất là bất lợi cho mình nhá. Không ham. Hôm sau này cũng chỉ có AK thôi, không có MP40. Ui, tìm MP40 ở thời điểm này thì công nhận là quá khó khăn rồi các bạn ơi. Đây mình tìm như này thì đào đâu ra MP40 đây. Ngay vụ đánh gờ vào trong nhà tạm cái đã. Vào trong này cho nó an toàn các bạn ơi. Chờ bom rơi đã. Bom rơi hơi lâu đấy. Lâu thế nhỉ các bạn ơi. Ủa bắn nhau này. Đến lúc mình góp vui rồi. Đâu rồi vậy? Đây hả? Đây hả? Tưởng ở đâu cơ? Đến lúc mình góp vui rồi nha em ạ. Làm sao qua đây đi em? Qua đây đi em, đâu trốn được mãi đâu. Đâu trốn được mãi đâu. Sấy cũng có vẻ căng đấy anh em ạ. Sấy cũng có vẻ căng đấy chứ, ok thôi. Mình ở gần boss trước này. Mình không ngại nó đâu nha anh em. Uầy. Nếu như mình vào boss trước mình sẽ có lợi thế tốt hơn. Ok vào boss trước đi. Không xíu mà nhau lại căng quá thì nghỉ chơi thôi nhỉ anh em. Đây này. Đây này anh em. Tất nhiên là vào boss trước sẽ có lợi thế hơn rồi. Chạy hả? Thằng bé chạy này, thằng bé chạy này. Ok này. Làm sao bạn ơi? Xong luôn nhé. Có xe, có xe. Tí nữa có xe qua cán thằng kia rồi. Bây giờ xem là túi máu này. Đó, lượm thêm một ít đồ nhá. Ui, thằng này cũng có ra luôn cả. Nòng súng 3 luôn hả? Ok, ok. Bình tĩnh các bạn ơi. Lấy xe này. Ui, MP40 này. Quá đá luôn, quá đá luôn. Ui, chưa kịp lượm tay súng nữa. Kéo hơi vội. Làm sao bạn ơi? Chạy đi nếu như không muốn sanh mộ nhá. Chạy đi nếu như không muốn sanh mộ nhá. Không muốn sanh mộ nha em ơi. Ok luôn. 6 thằng nữa này. Rồi xem. À đây này, đây có một đứa nhá. Úi dồi, anh xem là chú chạy được đi đâu nhá. Chạy đi đâu Hải ơi. Chạy đi đâu Hải ơi. Lên bảng luôn. Lượm thêm một xíu đồ này. Bom keo này anh em. Hợp lý có 3 quả bom keo rồi nha. Bây giờ là kẹo dùng xe để cắn người luôn này. Người đâu cả rồi. Sao nào? Các bạn ở đâu? Mình qua mình cắn từng đứa một luôn ấy chứ. 4 thằng nữa cơ. Hơi đông anh em ạ. Nhưng mà không sao. Ở bên này thì mình chưa thấy ai này. Lên tận phía trên coi. Cuối trận có con xe motor chắc này đâm ra là ngon hẳn này. Anh em tha hồ thoải mái chạy đi xem mạng thôi nhá. Nó lại hợp lý quá nhỉ anh em. Ôi chạy cẩn thận không tí xanh mộ bây giờ. Ôi bạn ơi đừng. Đừng phá xe mình như vậy chứ bạn ơi. Nữa hả? Làm sao bạn ơi? Làm sao bạn ơi? Làm sao? Làm sao vậy? Ui ui. Đừng bạn ơi. Thế cái nó dựng một kèo nhanh quá anh em ơi. Thế hơi gắt rồi. Mà hình như là nó cũng đai luôn anh em ạ. Kìa. Một đứa ngay phía dưới này. Chạy đi em ơi. Làm sao đây? Chạy đi em ơi. Không vào bo xanh mộ bây giờ. Mình đang ở trong bo này mình không vội lắm này. Qua đậu xanh. Phía sau mình hả? Phía sau mình hả? Ghê vậy. Ghê vậy. Ủa hai đứa luôn. Hơi khiếp pha này anh em ạ. Hơi khiếp pha này anh em ạ. Vẫn là một đứa rồi. Một đứa nữa. Vẫn hơi khiếp pha này anh em ơi. Hơi khiếp pha này anh em ơi. Ui. Hơi căng. Ui. Căng vậy.
Căng ghê vậy các bạn ơi. Ui, thằng cuối, thằng cuối. Thằng cuối nó sẽ là thằng có lợi nhất nhá. Qua đây em ơi, có giọt qua đây. Có giọt qua đây, thằng bé là thằng có lợi nhất này. Qua đây em ơi. Đúng rồi đấy em ơi, qua đây. Qua đây em ơi, đúng rồi đấy em ơi. Làm sao, làm sao này. Yes, tuyệt vời. 9 kill top 1. Ngon lành nhé. Bo cuối thật sự là bị căng. Ăn mừng nào. Top 1 easy anh em ạ. Như vậy là mình đã có được top 1 9 kill vô cùng là dễ dàng ở trong cái ván đấu này nhá anh em. Quá đã luôn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.